68 cộng cộng 8 chạy trải nghiệm thử anh em. Thì hôm nay mình không có đi tour này kia, mình quay cho anh em được, tại vì bữa giờ bận quá, với lại lo bán hàng nhà anh em, làm kiếm tiền lại mới lấy xe ra, mới thế được xe ra đi tour được. Này xuống quay xin khen cho anh em coi đỡ. Đó, đây là cái chiếc F150. Cái xe này là xe gọi là xe anh làm đến chơi anh em, cảnh cũng bán xe rồi này kia trên Facebook, anh em vô thì có mua vô thì ghé anh hộ anh. Đó, còn xe này là chiếc xe anh làm ra để anh chạy. Đó, xe gọi là xe đi tour. Xe dọn anh nhiêu anh? Xe dọn hả? Anh cũng phải xị hơn á. Hơn đồ luộc đồ cho không à, đồ luộc đồ cho không à anh em. Nói chung là xe dọn theo kiểu đi cua hơn anh em, mâm xin xi. Cái này 150 đờ led luôn. Đó, máy là 68 cộng đúng không? 65 cộng 4 hả? Thì nãy em tưởng số 8 chứ. Đó, này là mâm xin xi, mâm xin dĩ này. Phụ này là phụ Olin Đại Hoàng Gia luôn anh em. Mình đâu có tiền đâu đi Olin Đại Hoàng Gia, má mua về cái là bán lại liền rồi, bán lại kiếm tiền lần ăn ở bên nợ rồi. Nói chung là nhà ảnh này, nói chung mấy xe này xe kiểu xe nhà xe chân nhọn ha. Đó, còn xe bán thì nói chung là yếu khác. Mấy sau làm cộng trời lực ô linh luôn nè, xe này kiểu dọn đi tu mà xem nhìn nó xe này hơi thấp á tợ. Xe này một... thấp quá đi nó cũng không định làm lại, nó cũng phải lên lên làm bộ yêu siêu em. Mấy mấy đó ảnh chưa thích mua làm, ý là làm biến đặt thôi chứ còn mà mua mua chục bộ cũng được mà. Nói vậy không thôi chứ mâm xin xe anh em, nó cản nghi vi là anh em biết rồi, để đi tu rồi đâu có ai mà ra đường đua mà gắn kẻ nghi vi rồi đúng không? Mâm xin xe nè anh em, cùi dĩ xin xe không mà xe gọi là full đồ luôn đó, full với các món đồ cơ bản. Xích bồ này đẹp nè, xích bồ chắc tên luôn. Ok, xe để dành thuốc á anh em. Xe xe chim mồi. Trời ơi, hòn nó chạy xong sâu nó có mùi hòn sâu nó dính liền thấy không? Đó, heo rebel anh em. Đi sâu dĩ dinh, gấp thì gấp xin xi. Mà gấp này em chạy thấy em thấy gấp dinh đi ok hơn. Nó đi xe đi tour không thích đi mới gấp xin xi, xe đua được. Xe còn xe đi tour mình thì gấp dinh cho ổn định anh em. Tại mình thấy gắn cái gấp này vô mình vô cua này kia kiểu cái đánh bánh xong ở hà đảo không tí. Đó. Heo quay sâu ở heo rebel, hai bít đúng không? Nói chung là xe gần gần full option luôn á anh em. Máy là 65 cộng. Nguyên xe Titan, ngoài trước cũng là heo Phantom, đĩa dây dép, mâm là mâm CNC X1R. Gió nhìn lạ ta. À. Michelin đúng không? Đúng rồi, Michelin bị đó. Nhìn lạ không anh em. Đó chỉ luôn anh em, không có tiền thay vỏ luôn. Wow. Xe gọi là đầu chuồng luôn rồi, mà cái vỏ này nghe nó cũng bám dữ lắm. Chỗ là Vito đúng không? Gì bát? Xe này sống là còn dám, lát nữa mình để mình ra mình quay sơ sơ mình chạy này kia cho anh em coi. Nói chung xe nhảnh nhiều lắm, nói chung xe giờ mình nhìn nói chung full đồ cỡ ra một chút nó cũng hết rồi anh em. Hồi xưa anh em còn coi video review đúng không, cái bộ hồi xưa mà cái xe này ngồi review 30 phút chưa hết á kiểu vậy. Còn giờ anh em rành xe quá rồi, giờ anh em sợ còn rành hơn thợ nữa, vô còn cãi tay đạo với thợ luôn mà, vô làm xe còn cãi thợ không được cái này không được cái kia luôn mà, tại giờ TikTok tràn lan quá. Anh em lên đồ chỗ nào cũng có rồi, riết bắt đầu rồi, dần dần anh em hiểu nhiều quá rồi nên giờ mấy cái clip mà review xe này kia nữa hay kia nó đâu có nhiều view đâu, chủ yếu là đi tour. Nhưng mà ấy, nhưng mà để vài bữa có tiền lại đi tour. Xe dọn rồi. Nói chung là xe nhà nó dọn với sơn, ở nhà tự dọn luôn. Chiếc rác thì mình cũng quay rồi, chiếc này cũng quay rồi, mấy chiếc này thì nói chung cũng vậy, cũng là dán mã thôi. Hồi xưa mà một chiếc là một video được luôn á anh em, mà giờ mình quay cho anh em cũng chán, biết anh em nói chung là coi nhiều quá luôn rồi, giờ rành sợ đồ chơi mà hỏi gì cái anh em đọc giá liền trong mỏ luôn rồi thấy chưa, thì sao được. Đó, thì nói chung là cái xe là 65 cộng 4, xe mà anh Khang dùng rồi, nói chung là hay dùng để đi tour hơn. Đợt ảnh mới đi Đà Nẵng về đúng không anh? Đúng rồi, đi Đà Nẵng. Mới đi Đà Nẵng về này kia ok đó. Rồi mình xuống, thấy gì mình xuống mình lấy quay. Xe này ảnh dựng lên, dựng từ con xe Vinh lên để bắt đầu ảnh gắn vô được chơi. Nói chung xe chạy thương hiệu hồi xưa là ảnh chờ đam mê 2 lít 1 mét đó mà. Làm xe chạy xăng được không mà. Xong thấy mình đi tour nhiều quá ham. Đó. Đúng điều hồ chứ. Bắt đầu làm tour này kia. Đó, xong có sao thành con xe như vậy. Xe đề chất nổ hơn. Cho anh em coi. Ở đây nó hơi bất tiện tí anh em.
Rồi, để mình ra mình chạy cho anh em coi nha. Nhưng mà ở đây thì nó hơi bất tiện chứ, nổ máy rồi không có nhạc được, lấy ra đường mình chạy cho nó sướng ngừ. Ok anh em. 68 cộng cộng 8. Chạy trải nghiệm thử anh em. Và xe này dán đi tua mà nó cũng hơi lùng anh em ơi. Đi cái mua rồi. Xe này nó cũng chắc hơi cao tiền chút, nó cũng nổ ra tiếng khét cái xe không có tiền anh em. Góc lái anh em nhìn ok không, dữ không, tay thắng rồi, nói chung dàn chân ngoài này kêu ok. Mà sao anh Khang đi thấp dù không biết, chắc anh Khang không có trao hệ bó đèo cho nó cố lên luôn nè. Wow, dặn là đi anh em, xe là xe của tỉnh làm để gọi là sao ta, chạy đi tour hả, xe này là xe không bán anh em, ảnh bán xe đội mà xe này ảnh dần lên để anh đi tour. Mà nói chờ 2 lên 1 mét không à. Nay từ khi mình chỉ qua cái bắt đầu chào với mình, từ khi mình thấy mình đi tour anh em hứng. Cái sao anh em, theo mình là thấy là vậy anh em. Giờ cũng giờ trưa nên hơi vắng, mình thấy cái nào nó hơi tụt á. Á cái đồ nổ, mất tình làm nghỉ sớm được chứ. Đi xe này phải nhìn qua nhìn lại anh em. Không hơ à. Quét. Wow, nổ chu chét cục đào thiệt. Chắc chị về đây anh em. Ủa thằng cái đập dính bánh luôn, ngoài sau đi heo vậy ta, bún bít ra ta. Tê. Nói chung là chạy cũng khá là ok anh em, phê. Nhưng mà xe nào kiểu không có nào hơi trường, giờ xe hơi đuối hay sao hết á, nào hơi trường anh em. Vô đây là được rồi anh em, 68 cộng 8. Như